JD, eating strawberry and whipped cream. Yeah, please. Please, mommy. Giỏi. Say thank you, daddy. Ba làm con á. Ăn review cho cô chú coi bữa nay mình làm một YouTuber. Không, không có lấy cái tay, Bây giờ mình làm một cái YouTuber, mình ăn, mình review kem tươi với lại whipped cream với lại strawberry coi. Kem với lại dâu coi. Rồi review cho cô chú coi. Nói cô chú ơi, dâu nè. Không có đụng mà. Cái nè. À cái cọng gì á hả? Ok. Rồi, ăn đi. Nói cô chú ơi, con ăn dâu. Oh, God bless you. Đồ dăng hết vô đồ ăn rồi. Mà chút cái đó con cũng ăn vô miệng con chứ ai ăn. Con nói cô chú ơi, dâu nè. Rồi dính áo. Dính tay áo rồi, giờ phải làm sao? À lấy cái miệng liếm luôn hả? À dính tay áo rồi lấy cái miệng liếm, đúng rồi. Giỏi. Yummy, ngon quá. Con nói ngon lắm cô chú. Whipped cream, đúng rồi. Whipped cream ngon lắm cô chú ơi. Chay này nó ăn cái gì thấy bực mình ghê luôn á. Ăn cà đổ hả? Bỏ hết vô miệng ăn cái coi coi. Đúng rồi. À, ăn người ta phải ăn vậy. Lấy cái này, lấy cái khăn chùi để lên. Ê, rồi xong luôn rồi. Hơn chay đừng có cho nó ăn nữa đi. Rồi nó ăn whipped cream không? Muốn cái khác mẹ ơi. Muốn cái khác là cái gì? Muốn cái khác. Cái khác. Rồi muốn cái khác. Cái frozen nào? Cái frozen nào? Cái frozen nào? Cái frozen nào? Cái frozen mẹ ơi. Cái frozen. Ngon không? Ba đàn mới ngon không? Hả? Sao ba làm ngon không? Thầy cô chú sẵn đang đốt nến luôn nè cô chú nè. Không có thổi. Chứ mày đập con quá. Không có thổi nha. Khi nào tới sinh nhật đi rồi mẹ thổi cho thổi nến. Sinh nhật chai star bed. Không có thổi được. Cái này là nến cho thơm nhà thơm cửa chứ không có thổi. Con muốn quên thổi mẹ ơi. Hả? Con muốn quên thổi. Không có muốn quên thổi. Nó muốn cho nó thổi cái. Ok, thổi một cái thôi nha. Bây giờ con hát Happy Birthday chú Du trước đây. Lớn lên. To you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Happy Birthday. Rồi, được chưa? Tập thổi đi chứ để vài tuần nữa bắt đầu thổi bánh sinh nhật đó. À còn hai cái nữa nha. You can't do it. Oh wow, còn một cái nữa. What last one? Yay! And no more. No more, xong rồi. Mẹ con. I have a meal. Muốn gì? Rồi qua ăn đi. Thổi xong hộp xì dầu luôn á. Xong rồi đó, thổi rồi cô chú. Cái đèn cày nè, được cái khi mà bỏ vô đây á cô chú. Nó cứ còn trong đây hoài vậy đó. Nó không có đi đâu á. Đụng vô nóng nha, nha, đụng vô là cực kỳ nóng nha. Nóng phỏng tay luôn á, đừng giỡn mặt nha. Con muốn thấy. Con muốn thấy không? Rồi thấy đi. Watch my room. Hả? Watch my room. Watch your what? Watch my room. Your room? Yeah. Rồi sao không hiểu? Watch my thân. À đúng rồi. Trời ơi con làm đổ cereal quá trời dưới nền nhà luôn nè. Sao con quậy quá vậy chay? Con có quậy không? Không có. Không có quậy hả? Chứ con sao? Con có hiếu động không? Con có hiếu động không? Có hiếu động không? Hay là
for your temperatures. Even your mouth like that. Bỏ vô làm sao? What you for, Mom? Hả? Call me. Mẹ ơi, sao? Mommy, you're so cute. Biết rồi, nhưng mà con nói tiếng Việt đi. Oh, it's a big nó kêu Ngọc nó đẩy cái ghế lại gần gần nó chứ không để máy nó té, mà Ngọc nói là phải nói tiếng Việt mà nó không chịu, nó nhìn qua nó thấy có cái ghế này, nó nói thôi để nó đi lên đây. Tôi đã đợi không mẹ đi bữa nay còn bệnh nên chưa có gặp Audrey được nè, chưa có đưa cho Audrey cái nàng tiên cá nè. Cái cô Julie á có mua cho A truyện cái với chay cái nè, nàng tiên cá. Con làm cái chân của mẹ, con làm đồ của mẹ chị hư rồi nè chay nè, đó con làm. Không kẹp nách làm chi, tự nhiên cái tôi kẹp nách trời. Con nãy rảnh ghê á. Rồi con tới con kẹp nách con đi. Con kẹp nách con đi. Quiet, mommy. Gì? Gì? Your mouth. Thôi nói tiếng Việt mới nói hôm nay thôi. Mommy. Sao? Oh, I got a problem. Mẹ sao? Mà mẹ nói con nghe nè, con thương mẹ làm sao? Con thương mẹ. Con thương mẹ làm sao? Mẹ con lấy cái lát sâu ra. Lấy con sâu ra luôn hả? Yeah. Nhưng mà con thương mẹ làm sao? Bộ đồ này mặc cái mùa này được nè, áo tay dài. Hả? Có gì? Đi vô. Đi vô phòng con. Đi vô phòng con hả? Ok. Đi vô phòng con coi có gì ở đây. Đi vô phòng con. Rồi con đi tướng nè, có được không? Có được đời không? Đi vô phòng con coi có gì á. Nhìn thẳng. Ôi này monster. À có con monster hả? Con quái vật. Con nó dán sticker dưới cái nền nè cô chú nè, đó nó dán á. Rồi có gì nữa? Cái lâu đài là bây giờ bỏ ở đây nè cho nó chơi cho nó ấm. Sticker đâu rồi, biết sticker đâu. Coi được không? Giờ lấy gì? Con lấy gì hả? Con lấy hết luôn. Lấy hết luôn hả? Thôi đừng có đổ đồ chơi nữa chơi ơi, mẹ sợ con quá trời luôn đó chơi. Ủa chứ vậy sáng rồi còn mở đèn gì nữa? Mở đèn. Trời ơi. Sợ ma hả? Dạ. Để mở đèn. Con nói sao nhỏ nhẹ đàng hoàng. Nói nhỏ nhẹ làm sao? Nói nhỏ nhẹ mẹ mới làm chứ con nạt mẹ, mẹ không có làm. Con muốn nhờ sự giúp đỡ của một ai đó, con phải nói làm sao? Please, đúng rồi, nhưng mà con phải nói mẹ ơi sao? Mẹ ơi, mẹ mở đèn giùm con. Đúng rồi, nói lại coi. Đúng rồi, mở đèn giùm con. Chứ không có nạt nạt kiểu đó nghe chưa? Đó, mở đèn rồi đó. Ai thấy? Rồi muốn lôi cái giỏ này xuống phải không? Chứ gì? À muốn chơi cái này hả? Rồi ok, tính này ra. Con nó đi kìa, đi cũng ba trận không? Đi cũng ba trận ba trời chưa? Rồi, nó ba trận dễ sợ nha. Đó, tao cho. Cho dừa. Thì sao con? Khép cái chân vô. Mặc đầm mặc váy là phải khép cái chân vô. Khép cái chân lại. Please. Rồi, khoan. Không, để mẹ chùi mũi ở đây nè. Ở đây nè. Đúng rồi, tự động sửa lại đó. Mẹ play. Play.
Nghe đúng rồi. Giỏi. Giỏi quá ta ơi. Bây giờ làm gì? Xây lâu đài phải không? Dạ. Rồi bây giờ mẹ hát. Ê ê ê, khép chân lại. Ờ đúng rồi, lâu đài. Lâu đài tình ái. No, no, not clay. No, I can't play with you. You want some strawberry shaded? No. Whipped cream? No. Look. Oh, look at all this whipped cream on this strawberry. Kìa 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 kìa, coi kìa, chúng nó ăn cái đó, nãy giờ nó đổ không biết bao nhiêu lần rồi, giờ phải dọn ở dưới nữa. Đây, đây. Nó điền sao? Ok. Nó nói bà con ăn rồi, con không muốn ăn nữa. Ok, ok, giờ con ngồi chơi đi, ba không có đút con nữa, ok. Let her be. Ok, let her be. Cái đầm này mặc bù đông mình có lý nè, tay dài á. Mà cái chất chất dải của nó cũng ấm ấm nữa. Đó, bây giờ là con xây lâu đài phải không? Đó, cô chú nè, quên nói với cô chú nữa nha, cô chú coi video nha. Những cái video mà bên video của Chay là Chay không có coi iPad. Đó, cô chú thấy không? Không có coi iPad đâu, nó ham chơi mấy này lắm. Chứ mà cái đứa nào mà nghiện iPad là nó không có chơi mấy cái này đâu. Nên là khi mà coi bên kênh Ngọc á, hay là khi Ngọc làm video, Ngọc làm cái gì, Chay ngồi Chay coi iPad á, là chỉ có lúc mà Ngọc bận thôi đó. Chứ lúc mà Ngọc không có bận đâu này kiếm nọ là Ngọc với nó chơi với nhau không à. Chứ mà nó mà nghiện iPad là mệt với Ngọc quá, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Ngọc không có thể nào mà cho nó nghiện iPad được đâu. Nên cô chú đừng có lo là Chay chơi iPad quá nhiều. Lúc mà về Việt Nam á hả, là Chay không thèm đụng tới cái iPad luôn đó cô chú. Tại vì hả, có người chơi á. Chay ngồi khép cái chân lại. Có người chơi, có đồ này kia, có ấy. Chay ngồi khép cái chân lại coi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng. Ngồi đây nè, mẹ chỉ cho nè. Mẹ chỉ cho. Nè cái này kéo xuống, đừng có để cho cô chú thấy cái quần ở trong của mình nghe chưa? Underwear nghe chưa? Dạ, yeah, đúng rồi. Thấy chân thui, đúng rồi, thấy chân thui, cái đừng có để thấy cái underwear, đúng rồi. Thấy chân thui. Bậy à. Không có underwear. Có underwear, có. Không có. Có. Nè con ngồi vậy nè, hai bà con ngồi vậy nè. Đây nè, đây chơi con ngồi vậy nè. Đó, con ngồi vậy là cô chú không có thấy anh đồ que. Ê, ngồi sao? Ngồi sao? Ngồi giống mẹ nè, ngồi giống mẹ nè. Đó, ngồi hai cái chân giống mẹ nè. No, để cái tay đó, chỉ cái tay là mẹ che con. Còn cái chân, ờ đúng rồi, ngồi vậy đó. Đúng rồi, rồi chơi đi. Không được, không có được. Cái đó không được, con bỏ xuống là nó sẽ ngã. Không có để vậy được. Đó, nó chơi suốt ngày vậy đó cô chú. Chứ nó không có chơi iPad đâu. Cô chú đừng có lo nha. Ngọc biết là cô chú rất là thương Chay. Sợ nó hư mắt, sợ nó ghiền iPad rồi này kia. Ngọc rất là mang ơn, cảm ơn tất cả mọi người. Ừ. Nên là Ngọc phải nói cho mọi người biết để mọi người hiểu á. Chứ không lẽ giờ nó nghiện iPad mà Ngọc ví dụ như Ngọc quay video gia đình lên là mọi người nhìn mọi người biết liền chứ. Cây mà nghiện iPad là mình không có quay video clip được đâu. Tại vì á hả, thấy cô chú thấy không, Chay tự kiếm đồ chơi chơi chứ không phải là Ngọc ép Chay là phải kiếm đồ chơi chơi để Ngọc video, không có. Tự kiếm đồ chơi tự này kia chứ không may là nó đòi iPad không rồi là không có quay video được đâu. Khép chân lại. Trời ơi, Chay xây được cái hộp luôn kìa cô chú kìa. Rồi xong. Rồi xong. Rồi xong. Em ơi lâu đài tình ai đó, chắc không có trên trần gian. Anh đưa em vào bằng tiếng hát, chắp đôi cánh nhung thiên thần. Đúng không Chay? Đúng không? Con nói đi, lâu đài tình ái. Lớn lên. Lâu đài tình ớ. Lâu đò tình ớ. Đâu? Lâu đò. Nói đi. Lâu đò. Nói. Con làm được con bực hả?
rồi xong luôn. Con bực hả? Ủa con phải kiên nhẫn lên chứ. Con phải kiên nhẫn lên chứ. Không được, không như vậy là không được rồi. Mình không có một chút kiên nhẫn nào hết, không được rồi. Đi đâu ạ? Đi đâu ạ? Bực rồi, bực rồi. Bực rồi. Giờ làm gì? Bực qua, giờ bực qua đi bác không? Bực qua đi bác hamburger hả? Leo leo lên hả? Lên giường chơi hả? Ừ, sao? Em ơi, lâu đài tình ngày đó. Hát đi. Đây nè, đây nè, lấy cái đuôi người cá vô đeo không? Dạ. Đuôi người cá của cô Julie mua cho con á, lấy vô đeo không? Dạ. Rồi đeo vô. Rồi đó, người cá đi xuống đi, người cá đi, đây em bồng người cá xuống nè. Rồi người cá đi đi. Cô Julie là cái cô mà mua cho nó cái này đó cô chú. Có mua cho em Adrian cái. Ủa té. Kỳ lạ ghê á. Không có. Nhưng mà bữa giờ hả chưa gặp Adrian. Với lại chay bệnh nữa đó nên không có cho qua gặp nhau, gặp có công lây bệnh Mỹ này nó người ta kỵ chiên đó đó. Bệnh rồi tội nghiệp nó biết không? Nên là chưa từ từ đi cho chay khỏe hẳn đi. Rồi đó, đứng lên, kéo áo, đúng rồi. Rồi, đúng rồi. Rồi, đi đi. Đi. Trời, nó nhảy giống thỏ dữ trời. Không, 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 để mày chỉ mày làm cái này cho. Cột cái dây lại, cột lại. Cột lại nè. Đây nè, cột vậy nè, bây giờ quấn. À, no. Lấy cái tay ra. Đừng, lấy cái tay ra. Bây giờ mình phải cột vô vậy nè. Quấn vô làm sao cho nó. Nó ấy vô con hiểu không? Quấn vô. Ủa quấn sao ta? Cái này nó nhỏ quá không có đủ độ để quấn. Quấn vô sao trời? Quấn vô giống cái khăn. Quấn vô sao trời? Không. Ê đi. Rồi để đây dây thun buộc vô nha. Buộc vô là con khỏe luôn á, con khỏi cần đó hả? Con khỏi cần phải cầm, con khỏi cần phải ấy vậy đó. Rồi. Đúng rồi, đẹp quá. Đây coi coi. Rồi, khỏe chưa? Rồi đó, vậy cho khỏe. Rồi, giúp Piggy. Piggy. Nè. Rồi. I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Hello, con ơi. Con yêu dầu. Hả? Con yêu dầu. Con yêu dầu gì? Yêu dầu. Con là Ariel hả? À đúng rồi. Oh, is that your piggy? Yeah. Nó là công chúa Ariel mà công chúa cái gì đó, công chúa tiên cá đó. Rồi này, đây là con heo của chay. Mom, what's covered? What's covered? Không, bây giờ mẹ đói bụng rồi, mày muốn ăn. Con có bắn cá không? Con bắn cá, but what's covered? No, I'm not gonna eat, baby. Mẹ ăn màu đỏ. Màu vàng. Con muốn màu vàng hả? What you like? Mẹ ăn màu cam. You want this, mommy? Ừ, ok, con làm cho mẹ ly cà phê đi. Oh, my nail is broken. Your nail is broken? Yeah. Where? Here. No, it's just something stick on your nails. Đâu có nail, con cái móng tay của con đâu có bị gãy đâu. Không có bị gãy, móng tay nó có cái gì dính cho móng tay chứ không phải móng tay bị gãy. Thì nó chơi móng tay chơi bị gãy rồi. Móng tay đâu? Ồ vậy hả? Yeah. Không có sao hết, are you okay? Yeah. Okay. I think the Andy's face. À, con vẽ nó lên mặt con hả? Yeah. I got the paper core. Hả?
I got to paint my car. Your car? Yeah. You gotta paint your car? Yeah. Say now. I say màu này. Say màu nào đâu? Say màu này. Thôi bà đi nè. Té, đỏ. Thấy chưa? Ai mượn? Ai mượn? Té nữa nè, té nữa nè. Té nữa nè. Ariel, you okay, baby? How's your stomach? It's uncomfortable. Rồi thôi, bây giờ video clip tới đây này xong nha. Cô chú ơi, sao? Cô chú ơi coi hả? Chưa kết thúc được video hả? Chưa kết thúc được video hả? Thôi, bye bye cô chú nha. Không không hả? Mẹ phụ cho. Rồi đi vô đi, mẹ phụ cho. Mẹ cầm con. Rồi đi đi. Đi như bà táp với này. I got to paint my car. Oh, you gotta paint your car. Yeah. Nó nói là nó phải sơn cái xe của nó đó cô chú. Coi nó sơn có được không? Có được đời không? Nó sơn nè. Đó. Chơi cái nào cũng tan nát ha. Professional. Rồi để quay. I'm a professional mom. Ah, you are professional hả? Huh? Nó nói con chuyên nghiệp lắm á nha mẹ. Bà dùng mấy cái từ thế tôi mệt dễ sợ luôn. Con dùng mấy cái từ mệt quá đi. Rồi coi coi. Ok, mong mốt sơn xe mẹ dùm cho mẹ nha. Cái xe của tôi để ngoài ngoài đời, ngoài đường nó không thấy đó, chứ nó thấy chắc nó cũng sơn nữa xe tôi rồi, bởi ngoài rồi. Nói tiếng Việt. Mẹ có candy nè. À, có kẹo trong đó luôn hả? Dạ. Ừ. Có mà màu gì? Màu biệt. Màu biệt là màu gì? Có. Có gì? Không có gì. À, có chú kia cũng rất là thích và yêu thương gia đình. Hồi đó Ngọc ở đi về Việt Nam gặp chú ở phố đi bộ mà chú ở Tuốt ở dưới Biên Hòa, chú lên chú đợi lâu lắm. Chú nhắn tin cho Ngọc, chú nói là tối nay chú nằm ngủ, chú nằm mơ cho chú thấy Chay đi học chung với lại con của Tổng thống Donald Trump. Tên gì quên rồi, cái bạn đó tên gì quên rồi. Con bé đó tên gì quên mất tiêu rồi. Mà chú nói là chú thấy bé anh Chay là đi học chung với lại con của Tổng thống. Nó nói trời ơi, được vậy con cũng mơ ước nữa. Trời, học chung với con Tổng thống. But I need it this way. Ờ, không biết cái mấy người con của Tổng thống mà đi học trường nào ta. Học ở đâu, học làm sao ta? Ngọc chưa nghĩ tới cái đó luôn á. Mommy, I need to wait. Hả? I need to wait over there. Thôi, mở làm chi? Con đâu có lên lâu đài đâu, con ngồi đây không. Mà mẹ có mở đèn đây là được rồi. Chay thích vẽ vời, thích sắp cái này, sắp cái kia, sắp cái nọ đó cô chú. Bây giờ mà Ngọc tắt video với mọi người thì Chay cũng sẽ tự động chơi tiếp tục, chơi. Cứ thế chơi từ sáng tới chiều. Rồi mà chừng nào mà hết chuyện chơi mà chơi chán hết rồi đó mới là bắt đầu coi bé. Thôi bây giờ nè, mẹ phải đi làm cơm. Làm cơm cho Chay ăn. Chay ngồi đây đi, mẹ đợi mẹ đi. Mẹ đi làm cơm làm đầu cho Chay ăn nha. Bây giờ mình phải bye bye cô chú rồi. Video nãy giờ cũng dài cũng được rồi đó, cũng đủ rồi đó. Mẹ hello. Rồi con dễ mà anh đợi. Bây giờ mẹ ra mẹ chiên cơm với trứng cho Chay ăn nha. Con dễ mẹ ơi. Thì dễ đây rồi, mẹ ra chiên cơm với trứng rồi. Chào tạm biệt cô chú ở đây nha. Không. Bye bye. Từ từ. Từ từ sao? Từ từ dẻ. Trời ơi, từ từ dẻ. Thôi, hết giờ rồi. Để mẹ ra mẹ chiên cho ba đút cho con ăn rồi mẹ làm công việc nha. Mẹ hết giờ rồi nha. Thanh. Bye bye. Thanh mẹ ơi, chơi con. Mẹ chơi con à? Dạ. Trời ơi, tội nghiệp quá đi. Mẹ, I'm a little baby. Mẹ chơi con, lúc nào nói câu đó Ngọc cũng thấy Ngọc đau lòng hết á. Là hả? Lúc nào cũng ham chơi đó, được cái chơi với mình là nó thích à. Còn những cái bé mà thích coi iPad á là nó không có thích chơi với mọi người. Hoặc là không có ai chơi với nó rất là nó quen luôn. Rồi coi iPad nó thích hơn nó ấy hơn. Chơi là nó ghiền lắm trời, nó chơi mà ai mà chơi với nó được, mà cô chú nào mà có sức á thật sự luôn. Chơi với nó là nó chơi từ sáng cho tới chiều, cho tới khi 11, 12 giờ đi ngủ luôn. Nó chơi đậu dữ lắm. Hồi bữa đi qua Cali á, có cái anh Tý con của bác Thủy à, mà bác Thủy là chị ruột của chú Lũ. Ui trời, anh Tý anh đi làm về tới 10 giờ đêm rồi mà anh vẫn anh cưng Chay quá, anh qua anh chơi.
Anh qua anh chơi cho tới 11 giờ mà trời ơi, giờ từ giờ ngày nào anh cũng coi clip chay hết đó. Mà con bé đó nhìn hay thiệt. Con trai mà chơi với lại con nít, trời ơi chơi từ sáng tới chiều được luôn á, chơi mấy tiếng đồng hồ chơi không rời luôn. Mommy look. Hay ghê á, không có hiếm ai như vậy được lắm nha. Ngọc và nói Ngọc phải là một người patient mà người để chơi với nít không là không phải đâu, Ngọc chơi một chút rồi là xong à. Còn bé đó là nó chơi nó cổng rồi nó kéo vali rồi nó dí rồi nó trốn rồi ui cha nó làm tùm lum với con chay hết. Con chay thích, bởi vì con chay thích chơi lắm. Thôi bây giờ nói nhiều quá, mẹ đi ra mẹ chiên trứng cho con rồi con bay đút cho con ăn nha. Không. Mẹ quay về mẹ làm công việc nha. Không. Sao không, con muốn gì? Con muốn khác. Con muốn khác nào? Con muốn khác tivi. Con muốn khác tivi sao? Con muốn khác tivi sức khỏe. Sức khỏe để làm gì? Dùng sức khỏe đánh ghi ghê. À, sức khỏe để đánh ghi ghê hả? Rồi thôi, chào tạm biệt cô chú ở đây nha. Bậy á. Giống như nhờ chay cũng... Ủa đóng cửa hả? Dạ. Khóc hù. Đau bụng quá. À mở cửa rồi nha. Yeah. Ủa khóc nữa. Sorry. Sorry sao? Sorry, it's not tonight. Oh, you closed. Yeah. Rồi thôi bye bye. Bye bye. Hả? Mommy, à, không có đi với con hả? Ok, vậy mẹ đi, giờ mẹ đi chiên cơm, chiên trứng. Bye bye cô chú. Bỏ cô chú đó để con nói chuyện cô chú hả? Are you sure you gonna talk to them? Hả, con có nói chuyện không? Con nói chuyện thì mẹ bỏ xuống. Bỏ xuống. Bỏ xuống không? Rồi, lại đó đi, mẹ nói mẹ bỏ xuống cho con. Lại đó đi, mẹ bỏ xuống cho con nói chuyện nha. Rồi cái mẹ đi làm chiên trứng nha. Rồi đó, mẹ bỏ đi xuống đây nè. Rồi con nói chuyện với cô chú đây, bước lại nói chuyện. Chơi cái gì là mình phải đưa cho cô chú coi mình đang chơi cái gì. Đó. Rồi nói chuyện đây. My belly is tumbling. Sao? You have a big belly? Yeah. Nói cô chú ơi, cái bụng con bự quá. Con bự quá. Bụng bự quá à. Next. Rồi giờ chơi. Sao giờ qua tới sửa xe, thấy không? I'm a mommy, you stuck xe. À, nó là nàng tiên cá mà nàng tiên cá biết sửa xe. Giữ chưa? Nó tháo ốc, tao tháo đồ ra đó. Not working, mommy. Ồ, không có chạy hả con? Dạ. Người giờ phải làm sao? Giờ phải sửa ha. Cái ghế này sửa. Sửa rồi sửa. Ông quýt xin nó quên cục. Mẹ đâu biết đâu, con chơi con giận con để đâu mất tiêu hết trơn rồi. Sửa xe đó cô chú, thấy tay nghề giận ốc rồi này kia đó, thấy bền vững không? Bền lắm á. Wow. Hồi nãy giờ nói chào cô chú mà chào từ nãy giờ chầm 15 phút rồi chưa đi nè chơi nè. Thôi thôi bye bye thiệt rồi. Bye bye thiệt nha. I love you. Yeah. Can you say it didn't come off. Oh, không có con dặn ốc mà ốc không chịu ra hả? Yeah. Con nói đi, I love you too, mommy. Rara. Con nói I love you too, mommy. Rara. À, ra rồi hả? Yeah. Con nói đi, I love you too, mommy. Say I love you too, mommy. Thôi ồn quá, ồn. Vậy là quá ồn. Thôi thôi đi, mệt quá. Bé mẹ ơi. Sao? Cho bỏ chay cho chú mẹ ơi. À bỏ xuống đây cho cô chú phải không? Rồi để kiếm cái đồ để bỏ cho cô chú. Rồi đó, bỏ đây nè, rồi chơi cô chú đi. Thì dưng cúng cơm. Chưa, con đưa cái đồ cho mẹ đi, để mẹ dựng cho nó ai cho nó dính đây nè. Đưa cái đồ đây, đồ nào cho dựng cho được chứ không nó dựng. Đưa cho mẹ cái đồ để mẹ dựng chứ còn cái này nó dựng nó không có đúng. Rồi đó, chơi với cô chú đi nha. Nói chuyện nữa nha, nhớ nói chuyện nha. Nói chuyện cô chú đây. Ok. Cô chú ơi. Con mệt quá.
go to, let's go to mommy. I say mommy, mommy. Mommy. Come on. Come on, don't worry. Mommy, let's go. Yeah. There's no plates.